Bạn có nhu cầu mua vàng ngọc hãy đến với bánvangngoc.vn, trang web bán vàng ngọc hoàn toàn tự động. Mua vàng ngọc quay lên bánvangngoc.vn, đăng nhập đặt tiền và đặt hàng để mua nhé. Ok, chào anh em nhé. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái clip hướng dẫn anh em cái cách trao đệ của League Spider 3 nha anh em. Đó, thì hồi trước mình trao đệ chỉ trong vài ngày là mình có thể lên với sức mạnh khá là nhiều. Và mình treo với cái cách này của mình thì nó có thể treo 24/24 trừ bảo trì nha anh em. Ok. Thì mình sẽ có một cái video full. Nếu các bạn nếu thấy thích xem một cái video full đến cái khâu chọn máy để chơi hay là bất cứ một cái gì, mình sẽ quay một clip full cho anh em xem. Nếu mà anh em thích thì anh em like giúp mình nhá. Ok, còn bây giờ thì mình sẽ làm một cái clip, đó là chia sẻ cho anh em ở trên cái điện thoại Sony M5 của mình nhá. Ok. Đấy, thì đầu tiên đây, anh em có thể nhìn thấy là cái cách của mình úp này thì hoàn toàn không bị gọi là như nào nhỉ, không bị bật ra nha anh em. Đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn cho anh em nhá. Thì đây, bây giờ mình sẽ mở tab ra để tiện hướng dẫn cho anh em. Ok. Tab ngọc dòng à. Đây ok. Đây ok, đầu tiên là anh em tải cho mình Watt VIP nha anh em. Ngọc dòng Watt VIP thì em lên anh em ghi chữ ngọc dòng Watt VIP cho mình. Ngọc dòng này, Watt VIP. Ok. Thì sau khi anh em tải về xong thì anh em bấm vào phần đây. Đó, anh em bấm đây. Xong rồi anh em kéo xuống anh em tải về giúp mình nhá. Đấy, bản này của điện thoại Android anh em. Ok, tiếp theo sau khi anh em tải về sau, anh em gọi là cài đặt cho mình nhá. Tiếp theo là anh em cài cho mình thêm một cái ứng dụng đâu đây, để mình vào cửa hàng Play. Anh em cài cho mình thêm cái ứng dụng Second On nhá em, Cap Second On, đúng không, Cap Second On anh em. Đó, cái ứng dụng này nó có tác dụng gì? Nó sẽ có tác dụng là giúp anh em màn hình của anh em lúc nào cũng sáng luôn, không bao giờ bị tắt màn hình. Ok, thì cách này mình đã hướng dẫn cho anh em khá là lâu rồi. Đó, tiếp theo là gì đó, một cái phần mềm nữa, đó là màn hình đêm nha anh em. Đó, thì cái phần mềm này giúp màn hình của anh em có thể nó tối lại để có thể điện thoại của anh em đỡ ít pin hơn, cho nên là mình nghĩ là cũng không cần dùng đến, tại vì khi sử dụng ứng dụng này thì nó sẽ tốn thời lượng của RAM hơn, RAM có thể bị tiêu tốn và nó chạy ngầm và tốn pin hơn, mình nghĩ là nên không cần. Ok, thì đây, đầu tiên là sau khi anh em cài đặt xong cái app của Watt VIP này về xong rồi đúng không, sau đó anh em bật lên, anh em chát chữ CD. Ok, sau khi bật chữ CD xong thì nó sẽ hiện ra một cái giao diện như thế này. Đầu tiên anh em ấn ẩn thông báo này, em bật book động theo thời gian nha anh em. Ok, auto book. Tiếp theo là anh em tắt cái phần nhặt đồ khi tàn sát này và chỉ đánh quái thường. Ok, tiếp theo là anh em điền cho mình cái phần auto book đậu này. Thì đa số úp sơ sinh lên 1.5 triệu thì nó rơi vào khoảng tầm 150 giây, tùy anh em phối hợp như thế nào nhá. Đó, nội dung chat anh em không cần, anh em bấm ok. Đó, tiếp theo là anh em bấm S1 cho mình, bấm S1 hoặc là S0 để có thể cố định chỗ úp của anh em lại. Ok, bây giờ mình cho qua đây. Thì nếu anh em úp ấy thì ở mấy cái góc lag này thì anh em cho cái chân nó lòi ra một tí nhá, như thế này này. Đây, mình cho anh em xem này, đây mình mặc cái cải trang này cho anh em rõ nhìn hơn nhá. Đây đấy, anh em cho chân nó đạp ra ngoài như thế này thì nó sẽ làm cho đệ chúng ta sẽ ít đấm hơn. Đấy, nó vừa đấm như kia là bị lỗi một tí. Tiếp theo anh em bấm S0 nhá, và anh em bấm tàn sát vào cái phần này, anh em bấm tàn sát. Còn xây ra thì anh em bấm chửa chói nha anh em. Đó, và anh em cho đệ tử của anh em là bảo vệ. Tiếp theo là anh em cần chuẩn bị cho mình thêm một cái cải trang vô hình nha anh em. Đó, cải trang này có thể giúp anh em đỡ bị chết hơn. Đó, và mình lưu ý thêm cho anh em là khi anh em úp ấy thì anh em lưu ý là anh em phải úp bằng chính công sức của anh em nha. Đó,
anh em xem bao nhiêu video cũng thế thôi. Đó, quan trọng là anh em có chịu úp hay không. Thì ở đây mình đã hướng dẫn đầy đủ và chi tiết cho anh em cái cách úp đệm của mình rồi, và anh em lưu ý là cần chuẩn bị đậu và thêm một ít bùa để cho nhanh hơn nhá. Đó, còn từng bạn, có nhiều bạn thì hỏi tại sao em lại không úp được như anh, thì mình xin phép nói luôn là bạn không bao giờ bạn bỏ thời gian nào để bạn úp, và bạn muốn nhận được một cái thành quả gì đấy thì bạn phải bỏ công sức của bạn ra. Đừng có xem quá nhiều, các bạn chỉ cần xem một video của mình là đủ rồi, không cần nhiều đâu. Ok, còn mọi chuyện tip hay gì đó thì do các bạn thôi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha. Nếu các bạn muốn một bản full mà hướng dẫn cách chọn máy chơi thì mình sẽ quay một cái vlog để cho anh em xem nhá. Thì sẽ có một trong 1 đến 2 ngày nữa thôi. Thì mong